Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Năng khiếu đúng không? Ok, xin chào các em. Rồi, đó. Nếu như mà bạn nào ngày mai bước vào phòng thi, bạn nào ngày mai là những chiến binh bắt đầu đối diện với cái kỳ thi quan trọng của chúng mình, chúc cho các em sẽ luôn tự tin, bình tĩnh và làm bài thật tốt nhá. Ok, rồi ở đây chúng ta sẽ trở lại với cái phần mà viết đoạn văn này. Buổi trưa hôm nay thì chị đang hướng dẫn chúng mình viết một đoạn văn, đầu tiên là đúng và đủ đã. Thì để mà viết được một đoạn văn đúng và đủ, ở từng bước chúng ta cần phải làm gì, đúng không? Ok chưa? Thế sang đến viết một cái đoạn văn, chúng ta phải đảm bảo đúng và đủ trước, sau đó mới nghĩ đến sâu và hay nhá, được không? Ok chưa? Đúng và đủ rồi thì chúng ta mới hướng đến sâu và hay. Thì cái sâu và hay đó nó đến từ những bước như thế này. Ở trong bước lập ý, như trưa nay chị hướng dẫn, bạn nào mà chưa tốt về cái hệ thống luận điểm thì các em nên lập ý ra nhá. Hoặc là viết nhanh gọn vào trong đề bài của mình ý. Nhanh tức tốc các thôi, 2 phút 7, thôi là xong. Viết bằng từ khóa thôi để biết được là mình sẽ phân tích cái gì trước, cái gì sau, được không? Thế thì một đoạn văn sâu và hay trong cái bước lập ý đấy, các bạn giúp chị đánh dấu vào cái phần mà chúng ta muốn liên hệ mở rộng. Nhớ chưa? Đánh dấu vào cái phần mà chúng ta muốn liên hệ mở rộng. Và thêm nữa này, thêm nữa, đoạn văn không phải là không được phép liên hệ mở rộng đâu. Chúng ta vẫn có cách để liên hệ mở rộng trong đoạn văn, mà dung lượng vẫn đầy đủ là 15 đến 16 câu thôi nhá. Được không? Ok chưa? Chị lấy ví dụ đây, chị lấy ví dụ cho chúng mình một cái đoạn văn có liên hệ mở rộng đây. Đây. Đoạn văn phân tích văn xuôi nhá. Ok chưa? Đây. Chị có một ý liên hệ mở rộng. Đó là gì? Đó là đây, đó là trong cái ý mà phân tích nhân vật ông hai vui sướng khi nghĩ về làng, đúng không? Qua cái từ chao ôi đấy. Và từ đó chị muốn chị đánh dấu luôn liên hệ mở rộng, đi sâu về phong cách của Kim Lân này. Đầu tiên chị phân tích dẫn chứng đã. Tác giả sử dụng thành phần biệt lập cảm thán, ô, câu cảm thán chao ôi. Đồng thời những từ đó là lời của người dẫn chuyện, đã thể hiện rõ cảm xúc vui sướng của nhân vật ông hai khi nghĩ về làng. Tâm trạng ấy như thể hiện rõ trên gương mặt ông, khiến người ngoài cũng dễ dàng nhận ra. Ông luôn nhớ ngày còn ở làng, ông cùng anh em tham gia vào công việc kháng chiến làm cho ông náo nức vui sướng. Phải hãnh diện và tự hào lắm, ông hai mới không nguôi nỗi nhớ về làng như vậy. Và cũng phải yêu cái làng Chợ Dầu nhiều lắm. Ông hai, đây, ông hai mới để cho cái làng cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí của ông như thế. Đấy, toàn bộ đoạn đấy là chúng ta vẫn đang phân tích dẫn chứng nhá. Chúng ta chưa liên hệ mở rộng đâu. Toàn bộ cái đoạn đấy vẫn đang phân tích dẫn chứng. Ok chưa? Sau đó liên hệ mở rộng này. Đây, liên hệ mở rộng như sau. Từ sự thấu hiểu của một cây bút một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của đời sống nông thôn, nhà văn Kim Lân đã diễn tả thành công tình cảm chân thành mà rất đỗi thiêng liêng của ông hai dành cho ngôi làng của mình, hay cũng chính là thứ tình cảm đáng trọng của những người nông dân Việt Nam, tình yêu làng, yêu nước. Ok chưa? Nhá, thế thì ở đây chỉ trong vòng một câu thôi. Nếu như mà chúng ta muốn liên hệ mở rộng trong khuôn khổ một đoạn văn từ 12 đến 15 câu thì phần liên hệ mở rộng đấy, thứ nhất, nếu dùng thơ, các em vẫn phải trích trên cùng một dòng giúp chị. Ok chưa? Thứ hai, nếu dùng nhận định thì tất cả những cái cách đó chúng ta chỉ viết trong vòng một câu thôi nhá. Được không nào? Chúng ta chỉ viết trong vòng một câu. Trong cái câu đấy sẽ bao gồm thứ nhất là cái dẫn chứng mà chúng ta muốn liên hệ mở rộng. Thứ hai là dẫn dắt để làm sao phục vụ cho vấn đề mình đang phân tích. Ok chưa? Thế thì ở đây chị sử dụng một cái nhận định. Được không? Và cái phần dẫn dắt là để nhấn mạnh đây là cái tình cảm không những của ông hai mà còn của rất nhiều, của cả những cái thế hệ những người nông dân yêu nước. Đúng không? Thế nên trong cả một câu nhá, chị có phần dẫn chứng này. Ok chưa? Đấy, sau đó là phần dẫn dắt. Nhà văn Kim Lân đã diễn tả thành công tình cảm chân thành mà rất đỗi thiêng liêng của ông hai dành cho làng của mình, hay cũng chính là thứ tình cảm đáng trọng của những người nông dân Việt Nam, tình yêu làng, yêu nước. Đó, đi sâu vào phong cách nghệ thuật này, nhớ được cái dẫn chứng đó, sử dụng nó để liên hệ mở rộng trong đoạn văn của mình luôn.
Đúng không? Ok chưa? Nếu như mà không có sự thấu hiểu, không có một cái hồn văn đi một lòng đi về với đất với người, tức nghĩa là không có một cái hồn văn đôn hậu này, đúng chưa? Giản dị này, mộc mạc này, chân chất như tất cả cái cuộc sống của người nông dân như thế, thì Kim Lân không thể nào viết ra được, không thể nào diễn tả thành công được thứ tình cảm chân thành mà rất đỗi thiêng liêng của ông hai. Đó chính là tình yêu làng, yêu nước. Hiểu ý chị không? Nhá, thế nên những bạn thi dạng đoạn văn, chúng ta được biết là đoạn văn nó rất là khắt khe về cái dung lượng, chỉ được viết trong khoảng 12 đến 15 câu thôi. Nhưng nếu như mà chúng ta từ cái bước phân tích đề, từ cái bước lập ý mà các em biết đánh dấu vào ấy, được không? Từ cái bước lập ý mà các em biết đánh dấu vào thì các em hoàn toàn vẫn có thể liên hệ mở rộng được nhá. Ok chưa? Chúng ta hoàn toàn vẫn có thể liên hệ mở rộng được. Đó, ok chưa nào? Chị đang nói đến cái đoạn nào ấy nhỉ? Đâu mất rồi? Đây, ok chưa? Đấy, đây là tài liệu chị hướng dẫn rất là chi tiết đối với những bạn ở trong lớp code. Rồi, đó nhá. Đấy, đấy chính là một cái ví dụ để chúng mình viết một đoạn văn. Đây, từ cái bước lập ý đã đánh dấu được cái ý muốn liên hệ mở rộng rồi. Ok chưa? Và trong khuôn khổ một đoạn văn, không phải ý nào chúng ta cũng đi liên hệ mở rộng. Chúng ta chỉ chọn duy nhất một ý thôi. Đối với những bạn viết bài văn nhá, trong cả một cái luận điểm của các em ý, chúng ta cũng chỉ chọn một cái luận cứ để chúng mình liên hệ mở rộng thôi. Đừng liên hệ mở rộng dàn trải. Thứ nhất là không có thời gian. Thứ hai là ảnh hưởng đến dung lượng. Và thứ ba là nó khiến cho cả bài văn của mình bị loãng ra. Liên hệ mở rộng là để làm tạo cái điểm nhấn cho bài viết. Nếu như mà chỗ nào chúng ta cũng nhấn thì hết nhấn rồi, đúng không nào? Nhớ chưa? Chọn ra nhá, chọn ra thôi, khéo léo thôi, chứ đừng có cậy là mình có nhiều những cái dẫn chứng liên hệ mở rộng xong rồi đưa hết vào trong bài, nhớ chưa nào? Đấy, chỉ nên chọn ra một ý chính nhất thôi để đi sâu. Ok chưa? Ok chưa nào? Nhiều quá, em học không hết chị ơi. Nhiều quá, em học không hết chị ơi. Thế thì lắng nghe này, tốt nhất là để tiết kiệm thời gian, lắng nghe, được không? Lắng nghe để chúng mình hiểu được. Đó, ok chưa? Và sau buổi này thử áp dụng với một đề bài cụ thể xem đã áp dụng được hết hay chưa? Được không? Đã áp dụng được hết hay chưa? Có chỗ nào mình chưa áp dụng được hay không? Nhiều quá, ở đây nằm ý chính rồi xoáy vào nghị luận thôi là được rồi. Tất nhiên là chúng ta phải đầy đủ ý chính, đúng không? Sau đó là chúng ta dùng tất cả những cái thao tác, tất cả những cái kiến thức nền mà mình được học để vận dụng vào phân tích dẫn chứng đấy, làm sao làm nổi bật được vấn đề nghị luận. Thế là ok, được rồi, ok chưa nào? Rồi, đấy, tiếp tục. Ở trong cái bước viết bài là bước rất quan trọng. Để mà viết được một đoạn văn đúng, đủ, sâu và hay thì ở đây trước tiên chúng ta phải viết đúng ngữ pháp. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là không chỉ những bạn viết đoạn văn đâu nhá, tất cả các em luôn. Chị thấy có một cái lỗi rất hay xảy ra là viết những câu quá dài, dẫn đến không thể phân biệt được trong câu đấy đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ. Thậm chí cả một câu rất dài nhưng không có chủ ngữ và vị ngữ luôn. Toàn bộ câu đấy mới là trạng ngữ. Đấy, thế thì khi mà người ta chấm bài, người ta rất là kiêng những cái câu kiểu như thế nhá. Có nghĩa là chúng ta viết nó khiến cho cái câu nó bị lủng củng ra, nhớ chưa? Thế nên rằng là trước hết là phải viết một câu đúng, tức nghĩa là đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ. Nếu như mà là câu đặc biệt thì viết đúng cái dấu câu của nó. Nếu như là câu cảm thán thì chúng ta viết đúng cái câu cảm thán ra đấy, được không? Cái dấu chấm than ở đấy, ok chưa? Nếu như là câu hỏi tu từ thì viết đúng cái dấu hỏi ra đấy, đấy, được không nào? Nhá, thứ hai nữa là gì? Chúng ta tránh cái việc lặp từ ngữ, được chưa? Tránh cái việc lặp từ ngữ bằng việc là gì? Thay thế nó bằng những cái từ đồng nghĩa. Ví dụ như là ngay câu trên chúng ta dùng là tác giả rồi, câu dưới ta không muốn dùng là tác giả nữa. Thì nếu như đấy là một nhà thơ thì chúng ta có thể dùng là nhà thơ hoặc là thi nhân, đúng không? Nếu như đấy là một nhà văn thì chúng ta có thể dùng là nhà văn đấy, hoặc là cây bút, vân vân. Nhiều lắm, rất nhiều những cái cách để chúng ta sử dụng từ đồng nghĩa để tránh cái việc bị lặp từ, được không? Sử dụng từ đồng nghĩa để tránh cái việc lặp từ. Và chị thấy cái việc lặp từ nhiều nhất diễn ra là khi chúng ta sử dụng những từ như này, tác giả này, được không? Hay là tác phẩm này, đấy, hay là bạn đọc này, đó. Thì chúng ta có hệ thống những từ ngữ để tránh bị lặp. Ví dụ, tác phẩm, thi phẩm, bài thơ, trang thơ, rồi tác giả, nhà thơ, thi nhân, thi sĩ, người cầm bút, bạn đọc, độc giả, người yêu thơ, người tiếp nhận. Đấy, tất cả cái này dành cho thơ và cũng sẽ thay thế được một cách linh hoạt đối với cả các tác giả văn xuôi nữa, đúng không? Không phải nhà thơ thì là nhà văn. Đấy, chúng ta dùng linh hoạt lên để chúng ta đỡ bị lặp từ nhá, được không? Để đỡ bị lặp từ, đấy.
Ok chưa? Và có một cái nữa để tránh bị lặp từ, chúng ta dùng phép thế đấy. Dùng phép thế khi mà chúng mình được học về các cái phép liên kết thì chúng ta có thể dùng ấy, kia, nọ, đó, này để thay thế cho những cái đối tượng đã xuất hiện ở câu trên rồi. Đúng không? Ví dụ như là nhà thơ Thanh Hải, nhà thơ Hữu Thịnh đã phát hiện ra mùi hương ổi để bắt đầu cho những tín hiệu giao mùa. Mùi hương ấy, chúng ta câu sau chúng ta không viết là mùi hương ổi nữa mà chúng ta viết là mùi hương ấy là một mùi hương thân quen, hoặc là gì? Đó là một mùi hương thân quen của làng quê Bắc Bộ Việt Nam. Đấy, ok chưa? Nhá, nó đến từ ngay những cái điều nó rất là nhỏ nhặt như thế thôi, nhưng mà nó giúp cho đoạn văn của các em nó không bị lặp từ nữa. Được không? Ok chưa nào? Vào phòng tay chảy ướt cả giấy thì chắc là... À, thế thì chúng mình có thể là dùng nháp để kê. Được không nào? Nhá, chúng mình có thể dùng nháp để kê. Đấy. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Chị nhớ là câu nghị luận văn học của chúng mình dạng đoạn văn là có tối đa là 3,5 đến 4 điểm đúng không? Đó, thế thì tùy vào trong cái khung điểm, nếu như mà là 3,5 ý thì cái phần sáng tạo, tức nghĩa là cái phần đi sâu và viết một đoạn văn hay, cùng với đấy là những cái lỗi chính tả này, được không nào, thì sẽ chiếm 0,75 điểm, tức nghĩa là phần sáng tạo là 0,5, được không, và tất cả những cái phần chính tả, ngữ pháp, diễn đạt là 0,25 nữa, đấy thì nó sẽ chiếm 0,75 điểm. Rồi, còn đối với cái khung điểm là 4 điểm thì nó cũng là 0,75 điểm, được chưa? Cả phần sáng tạo này, cả phần diễn đạt chính tả nữa, nó nằm trong 0,75 điểm nhá. Đấy, thế nên rằng là nếu như mà chúng ta chỉ đủ ý không thì các em sẽ được khoảng từ 2,75 đến 3 trên 3,5 điểm. Được không nào? 2,75 đến 3 trên 3,5 điểm hoặc là 3,25 đến 3,5 trên 4 điểm. Đấy. Ok chưa? Nhá, chúng mình cố gắng phấn đấu lên. Nếu như mà đấy là trường hợp đã viết đầy đủ nhá, đầy đủ ý và không bị mắc những lỗi diễn đạt. Nhớ chưa? Đúng và đủ rồi đã, chứ chị chưa nói là nó, nếu như mà nó sai thêm nhiều những cái ý nữa thì tất nhiên là không được đến cái mức điểm đấy rồi. Ok chưa nào? Đấy, ví dụ như là phân tích ở một mức đảm bảo an toàn, không có những cái phần đi sâu, không có những cái phần sáng tạo. Được không? Thì chúng ta sẽ được khoảng sẽ bị trừ mất 0,5 điểm của cái phần sáng tạo. Đấy. Ok chưa nào? Rồi, tiếp tục này, tiếp tục. Trong một đoạn văn sâu và hay, chúng ta hãy để ý đến cái phần là chúng ta sẽ không dùng quá nhiều những cái câu dài nhá. Chị biết là khuôn khổ cho 12 đến 15 câu sẽ khiến các em gò bó rất là nhiều. Và nếu như phần nội dung kiến thức quá dài thì em phải bắt buộc phải dùng nhiều câu dài để trong một câu đưa rất nhiều nội dung vào đấy, đảm bảo trong 15 câu mà đưa đầy đủ được hết những cái nội dung. Thế nên xuất hiện những câu văn mà dài đến tận 3 đến 4 dòng, liên tiếp là những câu ghép. Thế thì chúng ta sẽ khiến cho cái đoạn văn của mình ý, nó rất là đồ sộ ấy, kiểu như là đọc lên nó rất là bí bách, đọc hoài, đọc mãi không thấy hết một câu, được không? Tất nhiên là chị không cấm việc các bạn sử dụng những câu dài, bởi vì cái đấy là cái bắt buộc rồi. Nếu như có quá nhiều những cái nội dung đi thì chúng ta bắt buộc phải dùng câu dài để truyền tải hết những nội dung đó. Nhưng hãy có sự đan xen nhá, giữa những câu dài đấy hãy có thêm những câu ngắn đi, được không? Những câu ngắn đi, ví dụ như là chúng ta tách một câu dài ra nhiều vế đấy, tách thành những cái vế đơn lẻ khác nhau. Bởi vì câu ghép thì có thể tách ra được thành nhiều câu đơn mà, đúng không? Thì bây giờ chúng ta tách nó ra để tạo được cái nhịp điệu và tạo được cái sự thoáng đãng cho cái bài viết của mình. Được không nào? Ok chưa? Các em cứ đọc mà lên, đọc mà thấy cả một cái đoạn văn câu nào cũng dài ơi là dài. Đấy, câu nào cũng dài ơi là dài, mỗi câu đến tận 3 đến 4 dòng, đọc rất là mệt. Đọc rất là mệt. Và chưa kể đến là nó sẽ khiến cho đoạn văn của chúng ta bị lủng củng nữa. Nên là hãy đan xen những câu ngắn dài khác nhau nhá. Ví dụ như là chúng ta đang phân tích đấy, thì chúng ta có thể đan xen vào những cái câu kiểu dạng câu hỏi như này, câu hỏi tu từ ấy, nhưng thực chất là để khẳng định. Câu hỏi nhưng thực chất là để khẳng định. Ví dụ như là phải chăng nhà thơ đã rất khéo léo và tài tình khi miêu tả chi tiết này, đúng không? Ok chưa? Hay là gì? Quả là những giây phút rung động đáng trân trọng của nhà thơ. Ok chưa? Hay là gì? Quả là một chi tiết hay là quả là một hình ảnh còn ám ảnh mãi trong lòng bạn đọc. Có nghĩa là chúng ta sử dụng những cái câu ngắn dạng cảm thán để chúng ta thêm và đan xen vào giữa những câu dài. Kể cả các bạn viết bài văn cũng vậy nhá. Trong cái luận điểm của chúng ta ấy,
các bạn cũng hãy khéo léo dùng thêm những câu ngắn như thế giúp chị nhé. Được không? Dùng thêm những câu ngắn như thế giúp chị. Các em cứ xem cái phần viết mẫu trong những tài liệu của chúng ta đấy. Đó, được không? Thì giữa những câu dài để nêu trực tiếp cái nội dung, được không nào? Để phân tích dẫn chứng thì luôn có những cái câu ngắn đan xen vào. Nó tạo được cái sự đọc lên nó rất là nhịp nhàng. Nhá, đọc cái đoạn văn đấy nó lên, đọc đoạn văn đấy lên nó rất là nhịp nhàng. Cái này thì không phải là một cái quy định cụ thể ở trong đáp án, nhưng đây là những cái điều nho nhỏ để giúp cho chúng ta hoàn thiện nên một đoạn văn ấn tượng hơn, được không? Chứ trong đáp án thì sẽ không bảo là nếu như mà bạn này viết quá nhiều câu dài thì sẽ bị trừ bao nhiêu điểm, được không? Tất nhiên là không có cái phần đấy. Trong đáp án nó sẽ chỉ ghi là gì? Về mặt diễn đạt, được không? Là học sinh diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ, logic. Đấy, thế thì để mà diễn đạt được rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ, logic, đúng theo cái yêu cầu của đề bài ấy, thì đây là một số những cái mẹo nho nhỏ, được không nào? Đây là một số những cái mẹo nho nhỏ. Đấy, được chưa? Ok chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp tục, một cái mẹo nữa là gì? Chúng ta hãy dùng nhiều hơn những câu văn ví von, dùng những cái hình ảnh so sánh, hay là vận dụng điệp từ, điệp ngữ để tạo cái nhịp điệu cho đoạn văn của mình nhá. Được không? Ok chưa? Nhớ dùng điệp từ, điệp ngữ để tạo nên cái nhịp điệu cho đoạn văn của mình. Cái này thì chị lấy ví dụ rất là nhiều trong những phần mà chị hướng dẫn các bạn kiến thức nền của các tác phẩm, đúng không? Chúng ta đọc ở trong cái phần viết mẫu đấy, đó là gì? Là chị lặp lại một từ ngữ nào đấy, lặp lại một hình ảnh nào đấy để tạo nên cái nhịp điệu. Ví dụ như là gì? Ví dụ như trong bài đồng chí nhá, được không? Hai cái từ đôi tri kỷ ấy, đêm rét trung chân thành đôi tri kỷ, thì chị có một cái đoạn viết có sử dụng điệp từ điệp ngữ trong đấy là gì? Hiểu bạn như hiểu mình mới thành đôi tri kỷ, đúng không? Sát cánh kề vai vượt qua mọi khó khăn mới thành đôi tri kỷ. Đấy, rồi là gì? Rồi là đồng chí, được không nào? Coi nhau là đồng chí, là anh em một nhà mới thành đôi tri kỷ. Đấy, tức nghĩa là chúng ta dùng cái điệp cấu trúc chấm 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 mới là đôi tri kỷ để tạo nên cái nhịp điệu trong đoạn văn của mình, đúng không? Ok chưa? Nhá, hay là chúng ta dùng nhiều hơn những cái hình ảnh ví von, ví dụ như là để nhấn mạnh được cái vẻ đẹp, nhấn mạnh được cái sự sâu sắc của cái chi tiết này trong toàn bộ tác phẩm đi. Nhá, ví dụ như là nhấn mạnh cái khúc mà ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Ta có thể ví von rằng là gì? Nếu như cả bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ là khúc ca rộn rã, vui tươi, thì khổ thơ thứ tư chính là điệp khúc của khúc ca ấy, đúng không? Ok chưa? Chính là phần điệp khúc sẽ còn ngân dài, ngân mãi, vẻ đẹp trong suy tư, vẻ đẹp trong sự cống hiến của tác giả Thanh Hải. Đấy, được không nào? Ok chưa? Đấy chính là những cái cách mà chúng ta có những câu văn ví von nhiều hơn, có thêm những cái việc sử dụng điệp từ, điệp ngữ để trau chuốt cho cái câu văn của mình. Được chưa? Ok chưa? Nhưng nhá, cái này chị không bắt buộc các bạn đâu. Cái này là khuyên chúng mình nên có thêm, để các em có thể rèn luyện, biết được là để viết hay hơn thì mình nên dùng như thế nào, không còn bị mông lung nữa. Còn nếu như mà chúng mình chưa tốt về kiến thức nền ý, tức nghĩa là chưa thể viết được một đoạn văn đúng và đủ, thì các em cứ rèn luyện để viết được một đoạn văn đúng và đủ cho chị trước. Nhớ chưa? Chứ bây giờ chúng ta không tham, chúng ta phải biết là chúng ta đang ở cái mức như thế nào, được không? Nếu như mà chưa thể nào viết đúng và đủ được thì phải tập trung nắm chắc về kiến thức nền cho chị đi. Nhớ nhá, được không? Làm tuần tự đúng các bước như thế. Sau đó làm tốt rồi thì mới nghĩ đến rèn luyện thêm nhiều những cái cách viết tốt. Ok chưa? Còn bạn nào đã nắm chắc kiến thức nền rồi, bây giờ hãy hướng đến việc trau chuốt thêm những câu văn của mình. Được không? Ok chưa? Nhá, đấy là những cái mẹo để chúng ta có thể viết được một đoạn văn sâu và hay, bên cạnh việc là một đoạn văn đúng và đủ. Rất nhiều cách này đều áp dụng được cho những bạn viết bài văn nữa, chứ không phải là chỉ cho những bạn viết đoạn văn. Bởi vì là bài văn của chúng ta được tạo nên từ nhiều những đoạn văn khác nhau mà, đúng không? Ok chưa? Các em hiểu ý chị không? Còn tùy tâm trạng người chấm. Các em ơi, tâm trạng của người chấm nó chỉ là một phần nho nhỏ thôi nhá. Một phần nho nhỏ thôi. Bởi vì đáp án nói là thoáng nhưng mà rất sát. Hiểu ý chị không? Đáp án nói là thoáng nhưng mà rất sát. Ở đây nhá, đáp án sẽ không phải là bắt buộc các em phải diễn đạt, phải viết một cái câu y chang như trong đáp án. Đáp án sẽ ghi là gì? Học sinh dùng nhiều những thao tác lập luận khác nhau, được không nào? Ok chưa? Dùng nhiều những cái thao tác lập luận khác nhau, dùng những kết hợp với những phương thức biểu đạt để làm rõ vấn đề nghị luận, nhưng cần đảm bảo những ý chính sau. Và người ta gạch chân ra,
gạch đầu dòng ra những cái ý chính đấy. Em phải làm nổi bật được những ý chính đó trong đoạn văn của mình. Còn diễn đạt ra làm sao thì em được phép tự do, được không? Diễn đạt ra làm sao thì em được phép tự do. Đấy, thì đáp án nó thoáng ở cái chỗ đấy, nhưng nó rất là nghiêm để giảm thiểu một cách tối đa nhất cái việc dùng cảm tính ở trong quá trình chấm bài. Ok chưa? Nên là các em yên tâm nhá. Không phải là mình làm xong rồi mình cứ sợ rằng là đoạn văn của em viết hay lắm, nhưng mà ôi nhỡ đâu gặp vào giám khảo khó tính, mà gặp vào giám khảo hôm đấy giám khảo có chuyện buồn thì chắc đoạn văn của em chỉ còn một nửa số điểm thôi. Không, không bao giờ có chuyện đấy nhá. Được không nào? Cái cảm xúc của người chấm, tất nhiên cái môn văn nó đặc thù, thế nên rằng là cảm xúc của người chấm nó cũng chiếm một cái nó là một trong những cái yếu tố để làm nên điểm cho chúng mình, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Ok chưa? Nếu em làm tốt rồi, tự tin rồi thì em hoàn toàn có được phép tự tin về cái số điểm của bài làm của mình. Nhớ chưa? Đó, được không nào? Đấy, nó thoáng là ở cái chỗ là không bắt buộc chúng ta phải diễn đạt như thế nào, nhưng hệ thống ý chính đấy thì rất là sát với kiến thức nền của chúng ta. Được không? Rất là sát với kiến thức nền của chúng ta, nên không bao giờ có chuyện là em diễn đạt nó không vừa với cả giọng văn của người này. Đấy, không hợp với cả giọng văn của người này và cô trừ hết điểm của em. Không bao giờ có chuyện đấy, được không? Chúng ta viết như thế nào thì viết, nhưng làm nổi bật được vấn đề nghị luận giống như ở trong đáp án thì chúng ta chắc chắn phải có điểm. Và trong đáp án cũng chia ra từng cái số điểm nhỏ, ví dụ như là số điểm về mặt hình thức, số điểm về mặt nội dung. Trong hình thức thì từng cái yếu tố nhỏ, ví dụ như là chính tả chiếm 0,25 này, được không nào? Những cái yêu cầu tiếng Việt mỗi yêu cầu là 0,5 điểm chẳng hạn, ví dụ như thế, được không? Thế trong phần nội dung nhá, trong phần nội dung thì viết đúng cấu trúc của đoạn văn là chiếm 0,5 điểm. Còn lại thì khoảng độ 2,5 điểm. Ok chưa? Còn lại khoảng độ 2,25 đến 2,5 điểm là cho phần nội dung và diễn đạt em viết. Đấy, nói chung là đáp án có sự thoáng nhưng mà nó cũng bám rất là sát, rất là chặt. Hơn nữa là bài làm của chúng ta có hai người chấm cơ mà, được không? Hai người chấm riêng rẽ, nhớ chưa? Hai lượt chấm riêng rẽ, một lượt các thầy cô chấm xong này, được chưa? Bởi vì dọc phách mà không thể biết được là bài này của bạn nào hết. Sau đó một lượt khác lại chấm lại hoàn toàn, và không ai biết được là mình chấm lại một bài của người nào chấm khác. Có nghĩa là cái danh sách điểm, được không? Cái danh sách điểm là tách biệt hoàn toàn. Sau đó sẽ có sự đối chiếu. Nếu như nhá, giữa điểm của hai lần đấy chênh lệch nhau thì sẽ lập ra một hội đồng để cả ba người, được không nào? Ba người chấm ba lần, chấm lại cái bài đấy xem là số điểm nào mới là phù hợp. Nó khắt khe đến như thế cơ mà. Nên là các em cứ yên tâm. Ok chưa? Nhá, các em cứ yên tâm. Đấy. Rồi, và nếu như mà chênh lệch nhau quá nhiều nhá, chắc chắn phải chấm lại 3 lần rồi. Đó, và khi chấm lại 3 lần đấy thì bài văn của mình sẽ được đưa lên bàn cân này, sẽ được nhiều người đánh giá một cách chi tiết nhất, cụ thể nhất. Ok chưa? Rồi. Có một môn liệt mà hai môn kia cũng đạt thì có được chấp nhận không ạ? Một môn liệt á, cái này là tùy vào cái quy chế của từng tỉnh, nhưng mà chị nghĩ là không có nơi nào chấp nhận một môn liệt đâu. Không bao giờ có chuyện là hai môn kia gánh hoàn toàn một môn liệt đâu nhá, nên là em cẩn thận đấy. Kể cả là mình rất là mũi nhọn với hai môn kia, nhưng mà một môn mình kém ơi là kém thì cũng phải cố gắng làm sao qua điểm liệt đi nhá, không là vất vả lắm, nhớ chưa? Vất vả ơi là vất vả đấy. Ok chưa? Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học văn chị Hiên thôi nào. Có chứ, đọc kỹ đấy các em ạ. Đoạn văn nhá. Đoạn văn ý, thì người ta giới hạn cho chúng ta 15 câu đúng không? Thì như lúc chưa chị nói, các em có thể cộng trừ 1, được chưa nào? Thế là người ta bảo là 12 đến 15 câu thì chúng ta tối thiểu 11 câu và tối đa được đến 16, 17 câu. Đấy, ok chưa? Nhớ 16, 17 câu. Các bạn lớp code thì chị có nhắn là có hướng dẫn các bạn là có thể là gọi là dôi ra đến 18 câu. Bởi vì sao như thế này này? Có những bạn nhá, có những bạn được hướng dẫn là chúng ta đánh số câu ở ngay đầu câu luôn. Đó, để chứng minh là mình biết đúng. Nhưng chị thấy là cái đấy cũng không cần thiết. Không ai bắt buộc chúng mình phải đánh số câu ở ngay đầu câu cả, để chuẩn chỉnh cả. Thế thì chúng ta có thể ăn gian một chút xíu, được không? Khi mà đoạn văn của em nó không bị quá dài, người ta nhìn vào nhá, nếu như mà đoạn văn của em nó chỉ hơn một trang một xíu xíu thôi thì người ta sẽ không đếm số câu đâu. Có nghĩa là nhìn về mặt cái dung lượng, nhìn qua như thế là có thể đảm bảo trong vòng từng đấy câu rồi. Chứ nếu như mà đoạn văn của em đến tận 2 trang liền thì chắc chắn người ta sẽ đếm số câu xem bạn này có bị thừa hay không để mà trừ điểm. Được chưa?
Hiểu chị không? Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là chúng ta cố gắng nhá, viết ở trong cái khoảng tối đa là một trang hoặc hơn một xíu xíu thôi. Tối đa một trang hoặc hơn một xíu xíu thôi. Đấy, ok chưa? Thậm chí là chỉ 2 phần 3 trang giấy thi thôi. Thì chắc chắn người ta thấy ngắn như vậy là người ta sẽ không đếm số câu để kiểm tra đâu. Bởi vì ngắn như vậy là chỉ trong vòng từng này câu là ổn rồi. Nhớ chưa? Đấy. Ok chưa nào? Nhá, đối với những bạn mà không đánh số câu ngay từ đầu ấy, và chị nghĩ là cái việc đấy cũng không cần thiết đâu. Chúng ta cứ viết như bình thường nhá, chúng ta cứ viết như bình thường và có thể ăn gian thêm một số câu như thế, không bị nhiều hơn quá nhiều thì cũng không sao đâu, sẽ không bị trừ điểm đâu. Được không? Người ta bảo là khoảng 12 đến 15 câu thì chúng ta có thể là dôi ra thêm một chút xíu, nó không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng mà lên đến tận 20 25 câu thì thôi chắc chắn là bị trừ điểm rồi nhá, trừ 0,5 điểm. Được chưa? Rồi, đấy chính là về cái phần viết đoạn văn. Về cái phần viết đoạn văn, được không? Và cuối cùng nhá, cuối cùng này, một cái lời nhắn nhủ với các bạn là đoạn văn hay nhất chính là đoạn văn mà do chính các em viết ra. Tự tin về cái điều đấy, bày tỏ được rõ ràng những cái cảm nhận, đánh giá của em về đối tượng cần phải phân tích. Các bạn nhỏ 2K7 hãy đăng ký ngay khóa học chạy văn lớp 9 để tổng ôn, tăng tốc và bứt phá trong 2 tháng cuối cùng team học Văn Chị Hiên thôi nào.